Rồi, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay là mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Omega. Thì đây là một chiếc đồng hồ nó tương đối là cao cấp và đắt tiền của hãng đồng hồ này. Nên mình sẽ cầm lên và xoay một vòng cho các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi tiến hành review. Đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng rồi các bạn nhé. Cái dòng này thì được ship từ bên thị trường Nhật về. Đấy, cái này là mình mượn của một số các bác anh em thợ đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên là độ mới nó đang còn rất là tốt. Chiếc đồng hồ này nó được làm từ vàng đúc 18K và là một chiếc đồng hồ đời mới, cho nên cái giá thành của nó rất là đắt. Đối với dòng sản phẩm này thì hiện tại đối với hàng chính hãng nó rơi vào tầm trên 200 triệu, khoảng tầm 222 triệu. Còn nếu các bạn lên Zoma Shop thì nó cũng phải rơi vào tầm 147 triệu và khi ship về Việt Nam có thể là đội giá lên khoảng tầm 150. Nói chung là đối với nhãn hiệu đồng hồ Omega, nó là một cái nhãn hiệu đồng hồ cao cấp được biết đến rất là rộng rãi trên thế giới, và do đó là những cái vật liệu vàng như vàng 18K, vàng hồng kiểu như thế này thì cái giá trị của nó cũng tương đối là cao và nó không dành cho tất cả mọi người. Cái chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay là một cái chiếc đồng hồ được thiết kế theo trường phái Dress Watch, là một chiếc đồng hồ thanh lịch 3 kim 1 lịch đơn giản, và các bạn có thể quan sát thấy là nó có đường kính sai mặt lên đến khoảng tầm 40mm, chính xác là 39,5mm, là một kích thước rất tuyệt vời để mà đeo lên cổ tay. Các bạn lưu ý là đây là một chiếc đồng hồ nó được làm từ vàng đúc 18K, nó khá là nặng vàng, cho nên cảm giác khi mà chúng ta cầm lên tay chúng ta sẽ thấy là cái trọng lượng của nó rất đầm tay. Đó, mặc dù là chiếc đồng hồ nó cũng chỉ có thiết kế đơn giản, vỏ nó cũng không quá dày, tuy nhiên là do cái trọng lượng vàng nó nặng cho nên là khi các bạn cầm lên tay các bạn ngay lập tức cảm nhận được cái trọng lượng của nó rất đầm. Đi sâu vào phần mặt số thì các bạn quan sát thấy chúng ta sẽ có một mặt số chạy tia màu bạc rất là đẹp. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi. Đấy, các bạn sẽ thấy là ở vị trí 3, 6, 9 và 12 thì nó sẽ là cọc số La Mã, bắt sáng tương đối là tốt. Ở vị trí 12 giờ chúng ta có logo của hãng đồng hồ Omega, và ngay bên dưới chúng ta có dòng chữ màu đen là Omega Divine. Đây là một dòng sản phẩm rất nổi tiếng của hãng đồng hồ Omega, và họ chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ có phong cách thiết kế rất thanh lịch. Ở vị trí trung tâm chúng ta có một bộ ba kim đơn giản, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ ba kim này được thiết kế tương đối là tô bản, có màu vàng đồng màu với bộ vỏ, rất là dễ quan sát giờ. Ở ngay bên góc 3 giờ chúng ta có một ô lịch ngày. Ở trên mốc 6 giờ thì các bạn thấy dòng chữ CO ASEAN Chronometer. Đây là chiếc đồng hồ nó chạy một cỗ máy 2500 và nó sẽ sử dụng một cái bộ thoát CO ASEAN, có nghĩa là bộ thoát đồng trục độc quyền của hãng đồng hồ Omega. Và ngay bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Chronometer. Đây là một chiếc đồng hồ có độ chính xác cao và đã được chứng nhận bởi cái trung tâm kiểm định COSC. Ở ngay chân mốc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có chữ Swissmade. Đây là một chiếc đồng hồ nó được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Thì về cơ bản cái mặt số chiếc đồng hồ này nó được tuân theo một cái phương pháp thiết kế đồng hồ Dress Watch, là những cái chiếc đồng hồ nó 3 kim 1 lịch với phong cách đơn giản, trực quan và dễ xem giờ nhất có thể. Cho nên các bạn nhìn thấy đây, cái mặt số của nó rất là dễ quan sát, nó không có một chút gì rối rắm. Về cái mặt tính năng thì nó cũng rất đơn giản thôi, nó không có tính năng gì nó quá đặc biệt. Đây là một chiếc đồng hồ nó sẽ tập trung vào tính năng xem giờ, và kèm theo đó là nó sẽ có một cái bộ máy, bộ thoát đồng trục độc quyền, và nó sẽ được làm với những cái phương pháp mà nó đem lại cái độ chính xác cao nhất cho các bạn. Những chiếc đồng hồ Chronometer thì về cơ bản họ có cái mức sai số cực kỳ là ổn định. Đi sang phần thân vỏ, như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một bộ thân vỏ được thiết kế theo dáng tròn cơ bản. Ở cái phần niềng thì nó sẽ được thiết kế theo dạng niềng bậc thang. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai bậc thang ở đây. Cái phong cách thiết kế dạng niềng này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái phong cách tương đối là sang trọng. Chiếc đồng hồ thì ở phần trên người ta sẽ làm phương thức là làm bóng. Do đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng cho nên các bạn thấy chúng ta có một vài cái vết xước trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên đây là một chiếc đồng hồ đang còn nguyên zin, cho nên các bạn nếu bạn nào mua về chúng ta cũng có thể đánh bóng được. Tuy nhiên các bác thợ người ta để như thế này để cho cái độ nguyên bản. Bạn nào mua về mà chúng ta muốn đánh bóng thì cũng có thể đánh bóng được luôn, rất là dễ. Cái phần tay càng nó được thiết kế cũng tương đối là đơn giản và dễ gắn dây, hơi dài một chút cho nên là khi mà các bạn đeo lên tay lưu ý là nó sẽ hơi vượt size. Ở bên hông thì chúng ta cũng sẽ được làm bóng. Cái chiếc đồng hồ này nó cũng không quá mỏng, không quá dày. Nói chung là về cơ bản đeo lên tay nó tương đối là ôm tay. Ở vị trí 3 giờ chúng ta có một nút điều chỉnh giờ của hãng đồng hồ Omega.
Chế độ này nó sẽ có tính năng là lên dây có tay và cũng có tính năng hacking. Tức là khi các bạn rút núm thì nó sẽ dừng kim dây cho các bạn chỉnh giờ. Sau khi chúng ta chỉnh giờ xong, chúng ta đóng núm lại thì nó sẽ tiếp tục vận hành. Cỗ máy bên trong nó là cỗ máy 2500. Cái này là mình ở đây mình không có dụng cụ mở máy cho nên mình không thể mở máy cho các bạn xem được. Thì cái máy này thì nó có khả năng tích cót lên tới 48 giờ. Và cái độ ổn định của nó thì nó đã được chứng minh qua thời gian, nó rất là ổn định. Đây là một cái cỗ máy đầu tiên được gắn bộ thoát đồng trục của hãng ủng hộ Omega. Nói chung là một cái cỗ máy nó mang tính lịch sử rất là cao. Lật ra nắp đáy đằng sau thì chúng ta sẽ có một nắp đáy nó được làm từ cái vàng đúc 18K. Tuy nhiên là cái phương thức hoàn thiện của nó sẽ hơi khác một chút. Tức là các bạn sẽ thấy là người ta sẽ đánh phay xước từ trên xuống dưới. Đó, và nó tạo ra chúng ta một cảm giác nó rất là kim loại, bắt sáng khá là tốt. Và ở ngay bên dưới chúng ta có dòng chữ Omega cùng với logo nó được khắc rất là sâu ở đây. Ở xung quanh người ta chúng ta sẽ có một vài cái chuyện. Các bạn để ý kỹ thấy thì góc bốn góc tay càng. Đấy, các bạn thấy ở đây chúng ta có bốn góc thì người ta sẽ đóng những cái chuyện vàng xung quanh. Đó, chúng ta sẽ có những chuyện vàng đây. AU750 vàng khối 18K. Cái phương thức hoàn thiện của phần đằng sau thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi, nó không phức tạp. Tuy nhiên nó vẫn toát lên một cái vẻ sang trọng và kỹ lưỡng của một hãng đồng hồ nổi tiếng. Thực ra thì mình rất thích hãng đồng hồ này, họ làm lộ đáy hơn. Tuy nhiên là nếu mà làm lộ đáy thì cái phần vàng nó sẽ bị nhẹ đi. Đó. Bắt sáng nó tuyệt vời. Để các bạn đã quan sát thấy thì như mình đã nói ngay từ đầu, cái bộ dây của chiếc đồng hồ này nó đã qua sử dụng rồi, cho nên là cái phần dây nó đã bị xuống cấp. Chung là cái hôm nào đeo cái bộ dây này nó cũng không giữ lắm. Đây là dây zin của nó, có dòng chữ Omega ở đây. Đầu 20. Đây chúng ta có một bộ khóa, cái khóa này là chỉ là khóa linh kiện thôi các bạn nhé. Hiện tại là cái khóa vàng đúc đang trên đường ship về, chưa đến tay, cho nên là một số anh em thợ đã gắn cái bộ khóa linh kiện vào đây cũng tương đối là hợp. Nói chung là anh em nào mà mua cái chiếc đồng hồ này về, chúng ta sẽ nên thay một bộ dây mới để có thể phù hợp hơn. Mình sẽ nghiêng qua một góc cho các bạn cùng xem. Thật sự là đây là một cái chiếc đồng hồ nó rất là đẹp, tập trung mạnh về tính trực quan và độ chính xác. Những chiếc đồng hồ wristwatch kiểu này nó vẫn có một cái chỗ đứng rất vững chắc trong lòng người chơi. Nói chung về cơ bản thì chúng ta khi đeo một chiếc đồng hồ lên, những chiếc đồng hồ cao cấp kiểu như thế này thì có rất nhiều người chỉ thích những chiếc đồng hồ chỉ có tính năng xem giờ cơ bản, trực quan, làm từ vàng khối 18K cao cấp và đến từ một thương hiệu có thể nói là khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta ngay lập tức biết đến là một chiếc đồng hồ đắt tiền. Rất đẹp và rất cao cấp, rất đáng để cho chúng ta mua về và sở hữu. Như mình đã nói thì giá cả của chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay nó khá là cao. Nó rơi vào tầm trên dưới 100 triệu, cho nên là đây không phải là chiếc đồng hồ dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên là mình tin rằng với cái chất lượng của hãng đồng hồ Omega cùng với độ chính xác của cỗ máy thì có lẽ là khi bất cứ một bạn nào cầm chiếc đồng hồ và đeo lên tay đều có thể cảm nhận được cái sự chất lượng cũng như kỹ lưỡng của hãng đồng hồ Omega dành cho từng sản phẩm của riêng mình. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.